Chào các bạn, mình là Gen đến từ Boring Radio Channel. Và hôm nay là bài phân tích về Lucifer, The End. Và trong video này, mình sẽ sử dụng một số hình ảnh lấy từ video của Takaratomy Channel. Và mình sẽ để phần link của Takaratomy ở phía bên dưới. Các bạn có thể bấm vào đấy và xem những video ra mắt bay mới nhất nhé. Ok, và bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài phân tích nào. Lucifer The End có mã code sản phẩm là B175, là một bay dạng Defense và sử dụng Super King Layer System. Bay này có một cái hộp thì các bạn có thể trông nó có vẻ là rất là đẹp mà và màu vàng nhỉ. Và vì đây là một cái bay phải nói là quay bên phải ấy, nhưng mà nó lại để cái màu hộp như thế này thì mình lại thấy nó hơi bị không được đẹp cho lắm, nhưng mà thôi kệ. Đây là một cái system mới mà Super King System, nhưng mà dạng Limited Break ấy. Và nó sẽ được ra mắt và bày bán vào ngày 28 tháng 11 năm 2020. Đây chính là một bay của trùm cuối tên là Lin Valhalla. Tên gì vậy? Thôi, tôi quên mẹ nó rồi. Xin lỗi các bạn nhé, nhưng mà thật sự thì tôi quên nó rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào xem các bộ phận này. Thì đây là Lucifer The End, với các bộ phận là this là Disco và driver mới nữa là Drift. Nói chung thì tất cả các bộ phận trong cái booster này thì phải nói là sao nhỉ, full, nói chung thì toàn là những cái bộ phận mới luôn đấy. Và đây sẽ là một cái bộ rất là đáng tiền. Tiếp theo là tôi sẽ phân tích nó về cái chip Lucifer mới. Chip Lucifer mới là chip Lucifer 2 chứ không phải là chip Lucifer cũ. Thì về cái phần chip này thì nó sẽ có kim loại ở phần màu tím đó, các bạn cũng có thể thấy đấy. Và nó hướng về phía bên dưới, tức là tuy đây là một cái chip dạng defense nhưng mà nó cũng sẽ mang một tí gọi là attack cho các bạn. Các bạn có thể dùng nó cho những combo attack. Và tiếp theo các bạn có thể thấy một chấm hồng ở chính giữa. Vâng, chấm đó không phải là kim loại hay nhựa mà nó chính là cao su. Với cái chức năng này thì nó sẽ giúp ma sát với cái phần tâm của cái driver, thì lúc đó nó sẽ tăng độ ma sát và làm driver khó bị burst hơn. Tức là các bạn sẽ click sẽ không được mượt và nó sẽ cứng hơn một tí đó các bạn ạ. Nói chung thì đây là một cái chip mà tôi rất là thích. Đó là một chip nặng gần nặng nhất thôi. Và tiếp theo lại là có chức năng chống burst nữa. Thì đây, quả là một cái chip các bạn không thể bỏ vào các bạn ạ. Tiếp theo thì Ring The End. Ring The End này nghe giống, sao mình nghe giống với camera là The End. Rồi thôi kệ. Tiếp theo tôi sẽ phân tích đến Ring The End. Nói về cái Ring The End này là đây chính là một cái ring có nhiều chức năng nhất mà tôi biết các bạn ạ. Thứ nhất, các bạn có thể xem ở đây là khi mà nó click đến click thứ 3 thì nó sẽ hạ cái phần, nó sẽ hạ cái phần mà phần đen ở dưới xuống. Phần đen đó nó cũng sẽ thay thế cho cái phần chassis của bay. Và các bạn có thể thấy ở đây là khi mà nó hạ xuống thì nó có thể free spinning. Tức là cái ring này nó sẽ có thể free spinning hai lớp. Lớp đầu tiên các bạn có thể nhìn thấy là nó là cái phần màu tím ở trên layer. Thì đấy chính là phần mà free spinning ấy, tức là nó sẽ quay tự do. Tiếp theo là cái phần màu đen ở dưới nó cũng sẽ quay tự do luôn. Và thêm một điều nữa mà tôi cũng rất là thích, đấy chính là ba cái phần cạnh màu đen lớn ở phần ngoài ấy thì nó có thể móp vào giống như là screw trident vậy. Thì đấy chính là tất cả các chức năng mà giúp cho bay này đạt đến một cái ngưỡng mà defense phải nói là tốt nhất các bạn ạ. Nói chung thì tôi cảm thấy là vâng, đây là một bay cực kỳ đáng mua. Tiếp theo là tôi muốn nói về disc, nhưng mà không phải là tôi nói về mỗi cái disc tên là Cole không, mà tôi cũng sẽ nói về cái disc tên là Charles. Và nói chung là hai cái disc của hai con mà Limited Break khác, đấy chính là Volcano Helios và Burn Hyperion. Ba disc này trông khá là đặc biệt các bạn ạ. Bạn biết sao không? Tại vì ba disc nó có chức năng gần giống với nhau. Khi mà cái disco này click đến click thứ 3 thì hai disc kia thì có thể thay đổi thứ tự click, tức là các bạn chỉ cần click đến click thứ 2 thì nó sẽ bung ra rồi, hoặc là click đầu tiên nó cũng sẽ bung ra, tùy theo những cái disc mà các bạn có thể thay thế với nhau. Khi mà các bạn để chú ý cái mũi tên ở trên đấy thì đấy chính là cái mũi tên mà giúp nó bật ra cái chế độ Limited Break. Đây chính là cái mà các bạn nên chú ý. Tiếp theo đó chính là Drift Driver.
Drift Driver này tùy thôi, tôi thì lại không biết là nó có tốt đến mức nào hay không, nhưng mà tôi thấy là nó giống hệt với cái Mobius mà được gắn thêm cái phần vành ở ngoài vậy, cái phần về ở ngoài vậy. Và cái phần free spinning đây thì giống cái là cái phần màu xám ở dưới đấy, thì tức là cái phần đó nó sẽ free spinning giống với cái driver Mobius. Và nó sẽ có thêm một cái vòng ngoài nữa, thì đấy chính là sẽ tăng cái sức nặng của driver lên. Và hình như là nó chống cả sàn rồi. Tôi không biết là nó, nói chung thì bay này nó sẽ khó mà bị cái phần layer bị chạm xuống sàn hơn. Còn Variant Lucifer đấy chính là nó khắc phục được cái nhược điểm khá là tốt. Nhưng mà có một cái điều này là tôi không biết liệu nó cà sàn đấy thì nó mất stamina nhiều hay là mất stamina ít, thì tôi vẫn không biết. Nhưng mà nói chung thì có thể nói là nó sẽ tăng lên một tí gọi là Life After Death cân nặng, và sẽ giúp bay cái phần layer khó cà sàn hơn. Driver mà cà sàn thì có vẻ ổn, nhưng mà layer mà cà sàn thì toan các bạn à. Nói chung là như thế đấy. Và không biết liệu Lucifer Dian có phải là một bay mạnh hay không, nhưng mà tôi vẫn mong là đấy là một bay mạnh. Và tôi thấy có một cái nhược điểm ở đây là khi mà nó click đến click thứ 3 thì nó mới bung cái phần kia xuống, tức là nó mới hạ cái phần màu đen xuống. Thì liệu nó hạ phần màu đen xuống thì nó có gì bị dễ cà sàn hơn hay không thì tôi vẫn không biết. Tiếp theo, có thêm một thứ nữa mà tôi thắc mắc, đó chính là liệu chúng ta gắn disc thường vào Limited Break Layer thì nó có thể sử dụng được cái Limited Break không. Thì tôi vẫn không biết liệu gắn cái disc bình thường vào có được hay không nữa. Nói chung thì đấy chính là tất cả những gì mà tôi thắc mắc về cái con bay này. Còn các bạn thì sao? Hãy để lại phần comment bên dưới nhé. À, mà quên nói, trong video này thông tin chưa hẳn là 100% chính xác, cho nên là các bạn hãy đợi video review của tôi vào đầu tháng 10 hoặc là cuối tháng 11 này. Tôi sẽ ra video review về con Lucifer Dian này. Và các bạn hãy đón xem nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.